Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ mời các bạn đến với nội dung bản tin ngày hôm nay. Chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, cân nặng không làm nên áp lực, kinh tế không chứng tỏ năng lực. Nếu là hai người nguyện ý yêu nhau, tất cả những điều kia chỉ là mây trôi vô vị. Câu nói này tưởng chừng khó tồn tại trong đời thực, nhưng lại thực sự đã xảy ra khi không ít cặp đôi đã công khai tình cảm, bất chấp việc giữa họ là khoảng cách tuổi tác. Điển hình như câu chuyện của chú rể 72 tuổi tại Trung Quốc cưới cô gái trẻ cạnh nhà. Dù bị tất cả những người xung quanh phản đối vì khoảng cách tuổi tác lên tới 45 tuổi, cặp đôi đối lạch này vẫn quyết tâm ở bên nhau và tạo nên một cái kết đẹp. Cô Trang Vân sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, từ nhỏ đã phải gánh vác công việc nặng nhọc để giúp đỡ bố mẹ. Vì sống ở nông thôn, bố mẹ lại cổ hủ nên luôn giữ quan điểm trọng nam khinh nữ. Do đó, cô Trang Vân dù có chăm chỉ đến mấy cũng không được bố mẹ coi trọng, yêu quý bằng hai em trai của mình. Chính vì vậy, cả tuổi thơ của cô gắn liền với nước mắt và sự tủi thân. Năm 2000, khi đó cô Trang Vân mới 15 tuổi thì bố lâm bệnh nặng. Gia đình cô dùng hết số tiền tiết kiệm để mời thầy thuốc sống gần đó là ông Quân Thăng Lin. Khi ấy 60 tuổi về chữa bệnh cho người bố. Kể từ đó, ông Quân Thăng Lin thường xuyên lui tới nhà cô Trang Vân để chữa trị cho người bố. Cả hai trở nên quen thuộc với nhau. Không biết từ lúc nào cô Trang Vân đã đem lòng cảm mến người đàn ông hơn mình 45 tuổi. Trong khi đó, ông Quân Thăng Lin cũng có cảm tình với cô thiếu nữ trẻ. Không lâu sau, bố của Trang Vân qua đời vì bệnh quá nặng. Kể từ đó, cô và ông Quân Thăng Lin cũng ít khi gặp lại nhau. Những tưởng tình cảm vì thế mà xa cách, nhưng ngược lại, cô Trang Vân ngày càng nhớ ông Quân Thăng Lin không thể tả được. Ngược lại, ông Quân Thăng Lin cũng nhận ra mình đã yêu cô gái trẻ vì ngưỡng mộ một cô gái hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm. Sau đó, duyên phận đã đưa cặp đôi đến gần nhau hơn. Biết được ngày sinh của cô Trang Vân, ông Quân Thăng Lin đã bí mật chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật và một món quà tới trước nhà, tạo bất ngờ cho cô. Khỏi phải nói, cô Trang Vân đã vô cùng xúc động và hạnh phúc. Năm 23 tuổi, cô Trang Vân quyết định tỏ tình với người đàn ông hơn mình 45 tuổi. Em muốn chăm sóc cho anh trong những năm còn lại của cuộc đời và em muốn sống cùng anh. Khi đó, ông Quân Thăng Lin vô cùng bất ngờ và hạnh phúc nhưng cũng nhiều phần do dự. Tôi rất phân vân vì khoảng cách tuổi tác của chúng tôi quá lớn. Tôi sợ dân làng, xì xào bàn tán và mẹ cô ấy cũng phản đối mạnh mẽ chuyện này. Tuy nhiên cuối cùng cả hai vẫn bất chấp đi theo tiếng gọi của tình yêu, dù thời điểm đó bị cả làng chê cười, gia đình phản đối. Thế nhưng sau này cặp đôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy quyết định của mình là đúng đắn. Năm 2012, cô Trang Vân phát hiện mình có thai. Năm đó cô dâu Trang Vân, 27 tuổi, chính thức kết hôn với chú rể Quân Thăng Lin, 72 tuổi. Năm 2013, con trai của cặp đôi chào đời khỏe mạnh, đặt tên là Then, có nghĩa là thiên đường. Ông Quân Thăng Lin, người đã từng có 4 con riêng với người vợ trước, chia sẻ: "Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã không có cảm giác này khi kết hôn lần đầu và có 4 đứa con, nhưng giờ đây tôi thật sự vui vẻ." Về phần mình, cô Trang Vân cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc sau 8 năm hôn nhân. "Tôi đang sống trong hạnh phúc thực sự mỗi ngày. Chúng tôi không thể hiện nhiều hành động lãng mạn, nhưng mà chúng tôi đang sống trong hạnh phúc." Mẹ của cô Trang Vân hiện 73 tuổi, ít hơn con trẻ tới 6 tuổi, đã từng phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này nhưng sau đó đã đổi ý. Bà hiện đang sống cùng gia đình con gái và chăm sóc đứa cháu trai. Bà chia sẻ: "Bây giờ tôi không phản đối nữa, miễn là họ được hạnh phúc." Bốn người con riêng của ông Quân Thăng Lin cũng có cùng quan điểm. Người con gái út của ông chia sẻ: "Cô ấy chăm sóc bố tôi rất tốt và họ đang sống trong niềm vui tràn ngập." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và bật theo dõi kênh để liên tục cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!